Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý khán giả đã đến với kênh tin mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Thưa quý vị, Tân Hoa Xã, Bắc Kinh hôm thứ Hai cho biết cơn bão mạnh nhất số 5 đổ bộ vào Trung Quốc năm nay đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Phúc Châu, tỉnh Giang Tây lúc 5 giờ sáng thứ Hai. Nhưng tác động của nó vẫn tiếp tục và lượng mưa ở Giang Tây, Phúc Kiến và Chiết Giang tiếp tục tàn phá. Bão số 5 đã khiến 710.000 người ở các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang bị ảnh hưởng. Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Phúc Châu, tỉnh Giang Tây lúc 5 giờ sáng thứ Hai và Đài quan sát khí tượng Trung ương ngừng đánh số lúc 8 giờ. Bị ảnh hưởng bởi bão số 5, sóng dữ dội và lượng mưa lớn trên diện rộng xảy ra dọc theo bờ biển Phúc Kiến, Chiết Giang và những nơi khác. Mưa to đến rất to đã đổ xuống miền Trung và miền Nam Phúc Kiến, Đông Nam Chiết Giang, Đông Quảng Đông và Đông Nam Tây Giang. Hơn 10 con sông vừa và nhỏ, bao gồm sông Dân Giang, sông Cửu Long Giang, sông Đỉnh Giang ở tỉnh Phúc Kiến và thượng nguồn sông Hán Giang ở tỉnh Quảng Đông đã trải qua lũ lụt vượt mức báo động, với phạm vi vượt mức báo động là 0,64m đến 2,31m. Hiện mực nước hầu hết các sông ở mức cảnh báo siêu cấp đều đang xuống. Văn phòng Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Hạn hán Quốc gia đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng, theo thống kê sơ bộ, cơn bão nhiệt đới số 5 năm nay đã ảnh hưởng đến 710.000 người ở các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang. Bão số 5 khiến hơn 110.000 người ở Giang Tây bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng bởi bão số 5, lượng mưa lớn đã xảy ra ở một số khu vực của tỉnh Giang Tây, từ 0 giờ đến 16 giờ chiều thứ Hai và 4 trạm đo mưa tại 3 huyện của tỉnh Giang Tây có lượng mưa vượt 300mm, 40 trạm đo mưa tại 7 huyện có lượng mưa vượt 200mm, có 20 quận có lượng mưa vượt 200mm, 189 trạm đo mưa có lượng mưa vượt 100mm. Phóng viên được biết từ trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây tính đến 16 giờ chiều thứ Hai bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn do bão số 5 mang lại. Hơn 110.000 người ở tỉnh Giang Tây đã bị ảnh hưởng và gần 5.000 người đã được chuyển khẩn cấp, đến nay chưa có báo cáo thương vong. Bị ảnh hưởng bởi bão số 5, mưa lớn đổ xuống ở Phúc Thanh, Phủ Điền, Tuyền Châu và những nơi khác vào hôm thứ Hai, khiến lượng mưa ở đoạn Phúc Thanh, Tuyền Châu của tuyến Hàng Châu Thâm Quyến vượt qua mức cảnh báo, với lượng mưa liên tục tối đa lên tới 318mm. Để đảm bảo an toàn cho các chuyến tàu chở khách, Cục Đường sắt Nam Sương đã tạm thời đình chỉ 16 đội tàu MU vào hôm thứ Hai. Hiện tại, một số chuyến tàu bị chậm ở các mức độ khác nhau. Mưa lớn liên tục ở Sơn Đông khiến 29 hồ chứa tràn bờ. Hầu hết Sơn Đông, đặc biệt là phía Bắc Sơn Đông và Giao Đông, liên tục hứng chịu lượng mưa lớn khiến 25 hồ chứa lớn và vừa trong tỉnh vượt mực nước lũ giới hạn, 29 hồ chứa bị tràn. Cửa đập tràn của hồ chứa sông Lâm Tuyền ở Lai Châu, Yên Đài đã không thể mở cửa xả lũ vào lúc 1 giờ sáng hôm thứ Hai do sét đánh và mất điện. Mưa liên tục và nhiều trận mưa lớn xảy ra ở tỉnh Cam Túc gây ra thiên tai lũ lụt và mưa lớn. Tính đến 9 giờ sáng thứ Hai, thảm họa đã khiến 1,2341 triệu người ở 49 quận và huyện thuộc 10 thành phố và quận bao gồm Lan Châu, Bạch Ngân, Thiên Thủy, Bình Lương, Cửu Tuyền, Thanh Dương, Định Tây, Long Nam, Cam Nam và Lâm Hạ bị ảnh hưởng, 14 người chết, 7 người bị thương hoặc ốm do thiên tai và 12.600 người đã được di chuyển khẩn cấp. Hiện tại, Cục Dân Chính tỉnh Cam Túc và Sở Tài chính tỉnh đã phân bổ 6 triệu nhân dân tệ quỹ cứu trợ thiên tai cho những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, gửi 1.200 chiếc chăn bông và 400 chiếc lều. Cuộc sống cơ bản của những người dân bị ảnh hưởng đã được tái định cư ổn định. Trước đó, bão số 4 gây thiệt hại nặng nề ở Phúc Kiến, 340.000 người ở Chiết Giang bị ảnh hưởng. Bão số 4 đổ bộ vào bán đảo Hoàng Kỳ ở huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến lúc 16 giờ chiều Chủ nhật, gây mưa xối xả trên diện rộng trên toàn tỉnh. Một số huyện có mưa xối xả. Theo thống kê, từ 2 giờ sáng Chủ nhật đến 8 giờ sáng thứ Ba, có 19 quận có mưa 50-100mm, 41 quận có mưa 100-200mm, có 11 quận trong đó, quận Thông An là quận lớn nhất với 240mm. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt vượt mức cảnh báo tại một số địa điểm ở Đình Giang, Tây Bắc Cửu Long Giang, Hữu Hy và Đại Trương Tây. Tính đến 18 giờ chiều thứ Hai, tất cả các đường dây điện bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 ở Tam Minh và Nam Bình, Phúc Kiến đã được sửa chữa và hơn 40.000 người dùng bị mất điện ở hai nơi đều được cấp điện trở lại bình thường.
Sau cơn bão số 4, sân bay quốc tế Trường Lạc Phúc Châu đã nối lại tất cả các chuyến bay trong và ngoài nước. Tỷ lệ lấp đầy trung bình của các chuyến bay là gần 90%, cao hơn 17% so với bình thường. Phóng viên được biết từ chính quyền nhân dân thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây vào trưa hôm thứ Hai rằng số người do ảnh hưởng bởi mưa bão liên tục ở thành phố Diên An, số người bị ảnh hưởng đã lên tới 260.000 người, 26 người thiệt mạng và 116 người bị thương ở 5 quận do thảm họa. Hiện tại, nhiều công tác phòng chống lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai đang được tiến hành trên địa bàn. Theo thống kê chưa đầy đủ, lượng mưa còn gây ra 3.710 vụ lở đất và sập nhà ở Diên An, làm gián đoạn 2 tuyến đường tỉnh lộ, 43 tuyến đường huyện và thị trấn, 84 tuyến đường nông thôn, đồng thời chặn 54 chuyến tàu hỏa lên xuống. Bị ảnh hưởng bởi cụm mây còn sót lại từ bão số 4, từ hôm thứ Hai đến thứ Ba vẫn có mưa to đến rất to ở phía Tây Phúc Kiến, Giang Tây, Đông Nam, Hồ Bắc và Tây Nam An Huy. Ngoài ra, từ thứ Ba đến thứ Sáu ở Tứ Xuyên vẫn sẽ xảy ra một đợt mưa lớn mới. Trong đó, Bắc Trung Bộ lượng mưa phổ biến 100mm đến 200mm, riêng Trung Trung Bộ lượng mưa 200mm đến 400mm. Để đối phó với quá trình mưa nói trên, Bộ Quốc phòng một lần nữa đưa ra thông báo tới Tứ Xuyên, Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và các tỉnh khác, yêu cầu thực hiện hiệu quả công tác phòng thủ liên quan để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Mưa xối xả bất ngờ ở vùng thiên tai Vân Xuyên, 50.000 người khẩn cấp di rời tránh nguy hiểm. Nhật báo Thành Đô đưa tin rằng, trong những ngày gần đây, một số khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa Vân Xuyên đã trải qua những cơn mưa xối xả bất ngờ vào ban đêm và các thảm họa địa chất thứ cấp như lở đất ngày càng gia tăng để đảm bảo an toàn cho người dân. Huyện Vân Xuyên đã phát động chiến dịch di chuyển quy mô lớn để tránh trú khẩn cấp và tái định cư với sự tham gia của hơn 50.000 người dân và học sinh ở các thị trấn và vùng núi. Sau trận động đất trước đó, do những rung động lớn trên núi, các vết nứt trên mặt đường thường phát triển và số lượng các địa điểm bị đe dọa bởi thảm họa địa chất trong toàn quận đã tăng từ hơn 100 trước trận động đất lên 3.570. Hầu hết các ngôi nhà ở thị trấn Ngụy Châu, quận Lỵ đã trở nên đổ nát. Những ngọn núi gần 4 khu dân cư chính có vết nứt từ vài cm đến vài chục cm. Chiều dài từ hàng trăm mét đến vài trăm mét và sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Gần đây, các chuyên gia địa chất và quy hoạch làm việc tại huyện Vân Xuyên đã nhiều lần đề nghị với huyện Vân Xuyên rằng một số người dân bị ảnh hưởng cần được chuyển khẩn cấp càng sớm càng tốt. Theo thống kê, bao gồm cả 20.000 người đã được chuyển đi trong giai đoạn đầu, số người bị đe dọa nghiêm trọng bởi các thảm họa địa chất thứ cấp trong quận đã lên tới 70.000 người. Bắt đầu từ hôm nay, huyện Vân Xuyên lấy các thị trấn và làng làm đơn vị, bắt đầu công khai nguy cơ xảy ra thiên tai thứ cấp cho những người bị ảnh hưởng ở những khu vực nguy hiểm, đồng thời lên kế hoạch và lựa chọn các địa điểm ở những khu vực mở tương đối an toàn. Theo kế hoạch, quận Vân Xuyên sẽ xây dựng 3 khu tái định cư tập trung ở khu vực Ngụy Mân Trì với 90 khu từ thị trấn Yên Môn, thị trấn Vân Xuyên đến thung lũng sông của thị trấn Mân Trì để tái định cư cho hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng. Công việc lựa chọn địa điểm của khu vực Huyền Khẩu, Anh Tú cũng đang diễn ra sôi nổi. 45 ngôi làng và thị trấn ở Hồ Nam bị mưa lớn, 60.000 người bị ảnh hưởng và 138 ngôi nhà bị sập. Theo quan trắc của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ 8 giờ sáng thứ Ba đến 8 giờ sáng thứ Tư, có 667 thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh có mưa to, 165 thị trấn mưa to, 20 thị trấn mưa rất to. Lượng mưa hàng ngày tối đa tại trạm thời tiết tự động của Hồ Chứa Lệ Khẩu, Hồ Chứa ở Chi Giang là 175,9mm và lượng mưa hàng ngày tối đa tại trạm thời tiết tự động ở huyện Đông An là 59,3mm. Theo phân tích của Chi cục Thủy văn tỉnh, do đợt mưa lớn này phân bố không gian và thời gian tương đối đồng đều, cường độ nhỏ hơn dự kiến nên tạm thời khó hình thành quá trình lũ lớn. Hiện tại, mực nước của các sông Tương Giang, Dương Tử, Nguyên và Lý, Hồ Động Đình và các hồ lớn bên trong tương đối ổn định. Do cảnh báo sớm và các biện pháp phòng ngừa tại chỗ, lượng mưa lớn đã không gây ra bất kỳ thương vong nào. Văn phòng phòng chống lũ lụt tỉnh đã thông báo về tình hình thiên tai mới nhất vào hôm thứ Tư. Tính đến 8 giờ sáng thứ Tư, tổng cộng có 61.500 người ở 45 thị trấn trên toàn tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi mưa bão. 138 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là hơn 12 triệu nhân dân tệ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận định tình hình chung về chống lũ ổn định, tuy nhiên do lượng mưa liên tục ở Hồ Động Đình và lưu vực sông Tương Giang và các giải mưa dày đặc
hiện đang tập trung ở phía Nam, Văn phòng Quốc phòng tỉnh cảnh báo rằng Hồ Nam nên theo dõi chặt chẽ tình trạng nước của các nhánh sông và suối trong vài ngày tới để đối phó với mực nước do mưa lớn bất cứ lúc nào, tình trạng lũ đặc biệt với lưu lượng tăng mạnh. Hôm thứ Tư, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh họp giao ban công vụ yêu cầu làm tốt công tác điều tiết khoa học các hồ chứa lớn, tận dụng nguồn nước mưa, đáp ứng nhu cầu điện trong mùa hè. Tại Kháng Sinh, cố vấn của chính quyền tỉnh đã chỉ ra trong cuộc họp rằng cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan quốc phòng các cấp rất coi trọng đợt mưa lớn này vì cuộc sống của người dân và sự an toàn của kỳ thi tuyển sinh đại học. Lượng mưa giúp cải thiện chất lượng không khí, tăng thủy điện và sản xuất nông nghiệp. Đợt mưa hiện tại vẫn chưa kết thúc. Mưa lớn vẫn có thể xảy ra ở một số nơi phía Nam, trung tâm Hồ Nam. Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục làm tốt công tác phòng ngự. Bộ phận khí tượng cần hết sức lưu ý diễn biến thời tiết từ thứ Bảy tuần này đến thứ Hai tuần tới. Bộ phận dân sự nên sắp xếp tốt cho cuộc sống của những người bị ảnh hưởng. Đồng thời, để đảm bảo an toàn trong mùa lũ, Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Hồ Nam đã ra thông báo vào hôm thứ Ba, triển khai toàn diện việc đảm bảo an toàn cho hơn 6.000 hồ chứa nguy hiểm và hơn 300 ao chứa chất thải trong tỉnh. Thưa quý vị, chiều hôm thứ Hai, thành phố Thường Đức bị sét đánh và dông bão, mưa lớn trút xuống. Một bức tường chống thấm cao nửa mét được xây dựng trên những đoạn trũng của nhiều khu vực trũng thấp và đường phố địa phương. Nhiều nơi như trường học đã chuẩn bị bao cát chống thấm nước và tường bùn, sử dụng phương pháp thô sơ này để ngăn lũ tràn vào các khu vực yếu. Phát hành cảnh báo nguy hiểm tiềm ẩn, thành phố Sâm Châu cũng ban hành cảnh báo nguy hiểm tiềm ẩn cho tất cả cư dân thành thị và nông thôn, đồng thời tổ chức lực lượng tiến hành điều tra kỹ lưỡng những ngôi nhà đổ nát, khu vực trũng thấp, bãi đậu xe ngầm và những nơi khác trong phạm vi quyền hạn để đạt được cảnh báo sớm cho các hộ gia đình. Tất cả trách nhiệm tại các khu vực dễ bị lũ lụt đã được giao cho các cá nhân và hơn 2.000 đội ứng phó khẩn cấp đã được tập hợp sẵn sàng. Trước trận mưa lớn, hơn 1.000 người ở khu vực nguy hiểm Lâm Tây ở thành phố Hoài Hóa đều đã được di chuyển trước. Vào chiều hôm thứ Ba, trong một cơn dông giống như sấm sét, nước lũ của kênh lũ Tân Kết Nguyên, Vương Tín và kênh lũ Cao Sa Viên, Đồ Kiều ở huyện Trường Sa đã làm ngập toàn bộ bờ kè. Nhiều nơi ở sườn ngoài của kênh lũ đã bị xói mòn và rửa trôi. Hơn 130 cư dân trong những ngôi nhà bị phá hủy gần đó đã nhanh chóng được sơ tán dưới sự tổ chức của chính quyền địa phương và tái định cư trong những ngôi nhà của nông dân gần đó. Là một trong những bộ phận chính của dự án kiểm soát lũ đô thị ở huyện Trường Sa, kè Tuấn Kiệt nằm ở phía bắc thị trấn Tinh Sa, quận Lỵ của huyện Trường Sa. Kè kiểm soát lũ tuyến đầu dài 4,5 km, bảo vệ an toàn của quận Lỵ của huyện Trường Sa và khu phát triển kinh tế và công nghệ Trường Sa. Mặc dù hôm đó là lễ, nhưng khi tin tức về tình huống nguy hiểm đến được với người phụ trách phòng chống thiên tai của quận đang trực, người phụ trách đã ngay lập tức triển khai công tác cứu hộ, lực lượng cứu hộ lập tức bước lên đê. Và tình hình nguy hiểm đã được kiểm soát hiệu quả, 130 cư dân gần đó được chuyển đến đã trở về nhà vào hôm thứ Tư. Gần như cùng lúc đó, do mạng lưới đường ống thoát nước trong làng của giáo viên ở quận Nhạc Lục bị hư hỏng, cửa hàng tiện ích ở tầng hầm đầu tiên của làng giáo viên bị ngập, các phương tiện đậu bên ngoài bị ngập và nhà để xe ngầm của khách sạn Royal View bị ngập nước. Sau thảm họa, Ban Chỉ huy Phòng thủ quận Nhạc Lục đã điều động đội cứu hộ và các bộ phận liên quan để thoát nước kịp thời. Lượng nước ngập ở đây về cơ bản đã được rút hết. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuộc tin mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!